mùa khô nắng nóng nguy cơ cháy cao. Trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy, tuy không thương vong nhưng cũng thiệt hại hàng tỷ đồng. Công tác kiểm tra các biện pháp phòng cháy chữa cháy đang được các ngành chức năng tăng cường trên các lĩnh vực, trong đó có các nhà kho giữ xe đối với những trường hợp điều khiển xe vi phạm luật giao thông hoặc xe có liên quan đến tai nạn giao thông. Nghị định 100 trên CB của chính phủ quy định các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm các quy định của luật giao thông mà có nguy cơ tai nạn giao thông như nồng độ cồn, không bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, lạng lách đánh võng thì ngoài việc xử lý hành chính còn kèm theo chế tài tạm giữ xe. Trên cơ sở này, trong thời gian qua, cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã kiểm tra và tạm giữ hàng ngàn xe vi phạm và được bố trí tạm giữ tại các kho giữ xe. Theo ghi nhận của chúng tôi, các nhà kho giữ xe đều được bố trí sắp xếp có trật tự, có người trông coi và tất cả xe đều được lấy hết xăng trước khi cho vào kho. Để bảo quản tốt cái cái phương tiện vi uh, phạm này, do ủy ban nhân quyền hỗ trợ kinh phí cho đội cảnh sát thông thuê cái kho của cá nhân có ký hợp đồng giao giao kết là về quản lý phương tiện người về uh, cháy nổ về mất mát thì là bên chủ kho người ta sẽ chịu trách nhiệm quản lý. Đội cảnh sát giao thông à, cũng đã bố trí hai cái kho à, giữ xe vi phạm hành chính. Một cái kho là vi à, phạm là giao thông, một cái kho là xử lý tai nạn. Thì à, hai cái kho xe này thì à, cũng đã bố trí là cán bộ chiến sĩ quản lý việc xuất kho và nhập kho cũng như là kho xe vi phạm hành chính giao thông thì cũng đã bố trí là hai uh, nhân viên là hợp đồng thuê khoán để mà giữ kho 24 24 giờ. Từ khi kho thành lập tới giờ là tôi hợp đồng để giữ giữ xe là 24 trên 24 để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, không có để trường hợp nào mà vô đây đã giúp hàng thuốc còn đây. Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố và các quận quyện định kỳ kiểm tra việc trang bị các bình chữa cháy, máy bơm và phương án chữa cháy tại kho khi có sự cố. Đồng thời cũng hướng dẫn cho các tổ bảo vệ kho những kiến thức kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm. Trong công tác phòng ngừa thì chúng ta không phải cần chú ý đó là loại trừ tất cả các nguồn nhiệt xung quanh bởi vì đây là một cái lượng tồn chứa một lượng chất cháy rất nhiều cho nên là chúng ta phải loại trừ thường xuyên là kiểm tra để loại trừ các nguồn nhiệt có khả năng dẫn đến cháy ví dụ như là việc đốt rác đốt cỏ có thể gây cháy lan vào hay là ví dụ như hút thuốc hay là ví dụ như sử dụng hệ thống điện ở trong các khu vực để xe này có khả năng là chạm chập điện gây cháy nổ đã có một số vụ cháy tại các bãi giữ xe vi phạm của một số tỉnh thành trong cả nước do vậy việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các kho bãi giữ xe vi phạm an toàn giao thông là hết sức cần thiết để tránh xảy ra sự cố cháy nổ bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân nhất là trong mùa khô nắng nóng như hiện nay